dẫn cha. Xin chào mừng các bạn đến với bóng chuyền học sinh. Đây là trận bán kết 2 giải bóng chuyền 44 mở rộng tranh cúp vườn trái cây Anh Bo lần thứ 2 năm 2023 diễn ra tại sân bóng chuyền cà phê Nhật Huy tọa lạc tại ấp Cây Gia, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Đây là cuộc đối đầu giữa team FC Gò Dầu và team vườn trái cây Anh Bo. Quá gọn gàng cho bà dứt điểm vừa rồi của Giang Ca. Một đều. Của mình thì số một đều. Mình cái con cái con. Phía bên kia lưới là đội của vườn trái cây Anh Bo, gồm có bên phải là Tiến, giữa là Dĩ Lâm, trái là Anh Thức và chuyền hai là Sang các bạn. Và ra cầu trắng là MC Hoàng Lâm. Hai một. Còn bên đây bên phải là Giang Ca, bên trái là Sang, giữa là Thông Bánh Cầu và chuyền hai là Gia Điều. Và ra có hụ trắng là Bin và Tài Smai. Hai đều. Và điểm số vẫn được vuông mình đó mà. Hai đều. Tiến. Và bóng tốc của Tiến các bạn. Điểm 3 2. Điểm 3 2. Dẫn cha. Quá đẹp các bạn ơi. Một bóng tốt. Và dứt điểm tốt của Văn Trà. Của mình thì số 3 điều. Quá êm. Vẫn là Tiến. Nhưng lần này thì Tiến đã không qua được dàn trắng của Văn Trà. Và sang rồi. 4, 3. Điểm 4-3. Trận bán kết dưới 10 các bạn ạ. À. Bên một hỏng rồi. Vẫn là điểm dành cho FC Gò Chùa. 3. 5-3. Lần này thì Thông Bánh Cầu đã phát bóng không qua lưới rồi. Điểm cho Anh Bo 4-5. Điểm 4-5. Rõ đến 1 rồi. Mở bóng không thành công. Điểm cho Anh Bo 5 đều. Điểm 5 đều. Quá đẹp. Cú bóng với bên tiền bò không thành công nha các bạn. Điểm dành cho FC Gò Chùa 6-5. Vẫn còn cơ hội phản công dành cho Thông Minh Cầu. Và dứt điểm tốt của Thông Minh Cầu nâng điểm số lên 7-5 cho FC Gò Chùa. Cách biệt 2 điểm đã được tạo ra cho FC Gò Chùa. Lại là pha phát bóng hỏng của Thông Minh Cầu. Không lưới. Đổi điểm 6-7. Điểm cho team của Anh Bo. 6-7. Vẫn là Văn Trà. Trong bóng hỏng của Thức và Dĩ Lâm nha mà. Điểm 8-6 cho FC Gò Chùa. Thức. Và dứt điểm đường y quá tốt của Thức nha mà. Tốt điểm cho Anh Bo 7-8. Điểm 7-8. Go!
vẫn trả. Nhưng lần này thì bóng gà đã dứt điểm không thành công rồi. Quân Bình tỷ số 8 đều. Giải bóng chuyền cho cấp anh Bo có các giải cá nhân như giải cầu thủ tấn công xuất sắc giải trị giá 50 triệu đồng và giải trường 2 xuất sắc nhất giải trị giá 50 triệu đồng. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm dành cho bên FC Go Chu. Và đặc biệt do anh Minh Quân câu lạc bộ Chim Chà Mau cũng tài trợ cho giải vận động viên bắt bóng một xuất sắc nhất giải trị giá 200k. Và dứt điểm tốt của Dĩ Lâm. Điểm 9 đều. Hai đội đang so kè điểm với nhau các bạn. Chưa có một bước phá nào, khoảng cách nào được tạo ra. Quá hay cho pha xử lý tốt của Văn Trà. Điểm 10 chính. Tiến vẫn còn cơ hội, vẫn còn dành cho phía bên Thống Minh Cầu. Nhưng rất tiếc là vừa rồi Thống Minh Cầu đã để chạm lưới rồi. Anh Bo 10 đều. Điểm 10 đều. Sáng vẫn còn cơ hội, vẫn còn quá và xử lý tốt của Dĩ Lâm nha bạn. Và lúc này thì phía bên team của anh Bo đã vươn lên dẫn trước một điểm rồi, 11-10. Vẫn là Văn Trà và điểm vừa rồi của Văn Trà bóng đi ra ngoài. 12-10. Cách biệt 2 điểm đang được tạo ra cho phía bên team của anh Bo. Vâng, đội của trường có sự hội ý đầu tiên ở trận đấu thứ nhất. Đội trường xin hội ý rồi các bạn ạ. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn rồi. Đội vô địch giải bóng chuyền trên cấp anh Bo lần thứ 2 2023, một chiếc cúp khá to. Trị giá là 27 triệu euro và được mã vàng 24. Tiếp tục nha các bạn. Điểm sơ hiện tại là 12-10. Và hiện được là đang hấp vàng ở trong phía sau khu kỹ thuật. Vẫn còn. Tiếp tục là tiếng. Chưa được. Phản công dành cho Thống Minh Cầu. Vẫn chưa được các bạn ạ. Đó là pha bóng tốc của tí nhiêu ạ? 13-10. Cách biệt được tạo ra lúc này cho team dừng trái cây anh Bo là 3 điểm. Với số lượng hơn 15.000 người đang cổ vũ cho đội bóng bán kết 2 giữa team anh Bo và đội bóng phát bóng ngoài. Bóng ra ngoài. 11, điểm dành cho FC Gò Chùa. 11-13. Bóng trong sân. Đó là pha dứt điểm tốt của Thanh Vương. Tính nha bạn. Điểm 14-11. Điểm kết thúc trận đấu dành cho phía bên team anh Bo. Chỉ có một điểm duy nhất. Phạt bóng ra ngoài. Phạt bóng ngoài của MC Văn Lắm. Điểm 12-14. Điểm 12-14. Vẫn còn. Và đây là cơ hội Văn Trà. Và bỏ bóng tốt của Văn Trà. Cũng ngắn tỷ số còn 13-14. 13-14. Đặc biệt bây giờ chỉ còn một điểm thôi.
Rồi vượt cái cây anh Bo đã xin lỗi ý rồi. Đây là giải bóng chuyền 44 mở rộng tranh cúp vườn trái cây anh Bo lần thứ 2 năm 2023 được diễn ra tại sân bóng chuyền cà phê Nhật Huy ấp cây gia xã Hiệp Thạnh. Nguyễn Gò Dầu cũng Tây Ninh nha các bạn. Thời tiết không ủng hộ cho giải vì lý do trời mưa. Đếm 13 14. Quá tốt. Hỗ trợ vô. Quá đáng tiếc cho bà dứt điểm vừa rồi của Tiên các bạn ạ. Bóng ra ngoài. Và điểm số được Quân Bình 14 đều. Sao nói 14 đều thì sẽ đánh lên 16 nha các bạn. Ai cách 2 điểm trước là người ta thắng. Bóng lọt trắng luôn rồi. Điểm cho anh Bo. Điểm cho anh cho Bí Bình tìm anh Bo. 15-14. Rất hồi hộp và gây cấn cho những điểm cuối cùng này nha các bạn. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn một kết thúc trận đấu dành cho Tiến nhưng chưa được các bạn à. Thống bến câu vẫn còn luôn. Như vậy thì với pha bóng vừa rồi kết thúc trận đấu thứ nhất nha các bạn. 16-14 là điểm số của trận đấu thứ nhất. Như bên đội Team Anh Bo giành chiến thắng ở trận đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đó là Tiger.